Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, công việc thật là hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh Ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn đang xem clip này thì mời quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một con xe mà chúng tôi vừa mới mua về. Đây chính là chiếc xe Toyota Fortuner. Chiếc Fortuner này là phiên bản là 2.5 máy dầu, số sàn 2017 ạ. Đây là model 2017. Và chiếc xe được sản xuất năm 2016, 2017 là Toyota Việt Nam mình nhập về chiếc xe được là nhập khẩu ạ. Chiếc xe này được nhập khẩu từ Indo và là bản model 2017 đấy ạ. Model 2017 này tức gọi là, hay là chúng ta hay gọi nôm na nó gọi là form mới đấy ạ. Form mới đây là chiếc xe được trang bị đèn bi xenon này, đèn gầm này, mặt ca lăng ba đời sống trước này, tất cả cùng khác hết ạ. Xe được trang bị là full option rồi ạ, tất cả như là camera lùi, cảm biến lùi, đầu DVD, gương gập điện và tích hợp xi nhan trên gương ạ. Tất cả chiếc xe này cũng đã đầy đủ rồi, đủ như là giá nóc, bậc cửa, tất cả đủ hết rồi. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 4 vạn km rồi. Chiếc đồng hồ của nó tôi nhớ không nhầm thì là chiếc đồng hồ này đang chạy được 4 vạn 7 km rồi. Lát nữa tôi sẽ quay về cái phần nội thất, tôi sẽ quay về cái phần đồng hồ, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem chính xác cái đồng hồ của nó chạy bao nhiêu ạ. Chiếc xe là model 2017 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đã chạy được hơn 4 vạn km rồi, cho nên là dàn lốp của nó là còn nguyên và dàn lốp của nó là hoa lốp rất là dày ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn lái thử trực tiếp, muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Đây là chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển số của chiếc xe đây ạ. Tôi cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. 347163. Đuôi 63 là đuôi lộc tài rồi ạ. Biển đuôi rất là đẹp ạ. Mời quý vị và các bạn hãy xem xe đây ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Trước máy quay của quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe Toyota Fortuner model 2017 phiên bản 2.5 máy dầu, hộp số sàn ạ. Sau đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về tất cả ngoại thất cho đến nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem, để cho quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo được là chất lượng của nó như nào ạ. Và cái điều không, và cái điều quan trọng nhất là chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 800 triệu một chút thôi ạ. Cụ thể là chúng tôi đang bán với giá là 819 triệu và giá này chúng tôi có thương lượng. Quý vị và các bạn qua xem xe và ưng xe rồi thì chúng ta sẽ làm việc cái giá cả trực tiếp thôi. Tôi cũng không dài dòng nữa, sau đây tôi sẽ quay cụ thể từng chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Vẫn như mọi khi tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Bước vào nội thất của chiếc xe ta phải qua cái cánh cửa lái đã. Tôi quay lại cái cánh cửa lái cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Để quý vị và các bạn thấy được tất cả keo chỉ của nó còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này tất cả cũng còn nguyên bản hết đấy quý vị và các bạn ạ. Đây là cái phần nỉ của xe vẫn còn nguyên bản, nỉ nguyên bản. Và chúng tôi vừa mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Thấy là bẩn của xe đấy ạ. Chưa có dọn dẹp gì cho nên rất là bẩn ạ.
tôi quay đến đâu thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đến đấy ạ. Đây là cái phần cảm biến lùi của xe đây, nâng chỉnh đèn pha. Đấy, nâng chỉnh đèn pha này. Vô lăng của chiếc xe này thì mới chạy có hơn 4 vạn thôi, cho nên nó còn rất là đẹp. Tất cả còn rất là đẹp, tích hợp các phím điều khiển đấy ạ. Nội thất thì rất là sạch sẽ rồi ạ. Đây. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả nhưng mà tất cả còn mới và đẹp lắm ạ. Vì chiếc xe này là 2017, mới chạy có hơn 4 vạn km thôi. Nỉ nguyên bản của xe vẫn còn nguyên đấy ạ. Nếu như quý vị các bạn không thích nỉ thì quý vị và các bạn làm một bộ ghế da này cũng chỉ mất mấy triệu thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ để nguyên bản của chiếc xe này cho là, vì là cũng có rất nhiều quý vị và các bạn cũng muốn là cái xe nó còn nguyên bản ạ. Tiếp đến đó là cái cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Cũng giống như vậy thôi. Tất cả cũng còn đẹp và nguyên bản và không có một cái xước sát gì cả đâu ạ. Tất cả còn nguyên bản ạ. Đây là cái phiên bản Fortuner 7 chỗ ngồi cho nên là nó rất là rộng quý vị và các bạn ạ. Sở hữu kích thước rất là rộng cho nên là cái hàng ghế này rất rộng, những người ngồi ở đây thì rất là thoải mái ạ. Đây, nội thất màu nâu và nỉ nguyên bản của chiếc xe rất là đẹp đẽ, mặc dù chưa dọn lên thôi thì chiếc xe vẫn là đẹp lắm đấy ạ. Đây là cái phần cốp của chiếc xe, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Cái phần cốp rất là quan trọng ạ, mua xe cũ quý vị và các bạn phải xem đầu xem đuôi, gọi là xem đầu xem đuôi đây, cái nắp cốp đây. Nắp cốp nếu như mà nó xước sát hay là nó có dấu hiệu của tháo cái ốc này ra rồi đây này, thì là chứng tỏ là chiếc xe đã bị va chạm hay là phải có sự cố gì mới phải tháo ra để xử lý. Còn nếu như nó còn nguyên bản như này đây, keo chỉ mà nó cũng còn nguyên như thế này đây, keo chỉ mà nó còn nguyên như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này cốp không vấn đề gì cả, phần đuôi là không có va chạm gì cả cho nên nó mới còn đẹp như vậy. Đấy, tất cả những cái ốc này, tất cả những cái ốc này nó còn nguyên bản hết thì nó mới được đẹp như này đấy. Đấy, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả. Đấy, đây là cái phần trần của chiếc xe, trần rất là sạch sẽ. Fortuner là cái phiên bản 7 chỗ ngồi cho nên là rất là rộng rãi ạ, khi dựng hết hàng ghế này lên đây ạ. Rất là dài và rộng. Vẫn còn một chút phần sau này để cho chúng ta để hành lý cho những cái cuộc du lịch của cả gia đình. Sẽ để hành lý, hoặc là nếu như mà chở ít người thì chúng ta sẽ gập cái hàng ghế này lại. Chúng ta sẽ gập cái hàng ghế này lại ạ, thì là cái xe nó sẽ rất là rộng rãi. Đây, tôi sẽ gặp lại qua cho quý vị các bạn cùng xem. Nếu như gặp lại thì là để đồ rất là thoải mái ạ. Đây, cái cánh cửa phía sau bên phụ. Đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả keo chỉ đây, keo chỉ cũng còn nguyên hết đấy ạ. Keo chỉ đây, nguyên bản này. Ốc bản lề này, tất cả cái ốc bản lề này chúng tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chưa mất một phần keo chỉ nào cả. Anh em hay nói vui với nhau là nếu như khách hàng mà xem xe phát hiện mất một phần keo chỉ nào thì cứ mỗi phần đền 10 triệu. Đấy, tất cả cái xe này còn nguyên hết đấy ạ. Cái cánh cửa bên phụ, cửa trước bên phụ đấy ạ. Cũng giống như vậy thôi, giống như 4-5 cánh cửa kia là đều còn nguyên hết đấy ạ. Chưa có mất phần keo chỉ nào cả. Chiếc xe này phải nói rất là đẹp đấy ạ. Vì là mới chạy có hơn 4 vạn thôi cho nên là cực đẹp đấy ạ. Đây, cái phần ốc bản lề cửa này, ốc khóa này, tất cả còn nguyên hết này, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả. Chủ xe cũng đã rất cẩn thận là lót lên cái lót sàn này rồi ạ. Lót sàn cho nó sạch sẽ đấy ạ. Nếu như bẩn thì mình chỉ cần lau qua là nó sạch rồi, chứ nguyên bản của nó chỉ là lót nỉ thôi. Sau đây thì tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đồng hồ của nó đây ạ. Chính xác là 4.7556 km đấy ạ. Đây, cái màn hình giải trí đa phương tiện đây quý vị và các bạn ạ. Đã tìm được đề tin. Tích hợp camera lùi. Camera lùi chúng tôi đang mở cái cốp sau, nó ngược lên cho nên nó quay ngược lên trời đấy. Màn hình này cũng giải trí đa phương tiện. Đây ạ, màn hình giải trí đa phương tiện. Đã có cả USB này,
Bluetooth này, radio này, thẻ nhớ này, navigation này, bản đồ này. Đây là bản đồ đấy ạ. Tôi đang ở địa phận là quận Nam Từ Liêm, nó có bản đồ hết lên đây rồi đấy ạ. Đây là cái thẻ GPS đấy ạ. GPS lắp vào đây ạ. Đầy đủ hết rồi. Nhìn từ đằng xa, quý vị và các bạn có thể thấy được cái táp lô này rất là đẹp ạ. Táp lô còn rất là mới và thiết kế của Toyota được cái phiên bản Fortuner 2017 này rất là đẹp ạ. Đấy, tôi sẽ cho cái đài này nó nhỏ tí để cho tôi nói còn rõ nữa. Đây, tôi quay lại chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Vô lăng rất là đẹp ạ. Chiếc xe chạy mới có hơn 4 vạn km thôi thì tất cả nó còn gần như là mới ạ. Gương kính chỉnh điện hết rồi ạ. Gương kính chỉnh điện, đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính của xe. Phải nói là nội thất rất là đẹp chiếc xe Fortuner 2017 này. Và đi 4 vạn rưỡi thôi thì là rất là đẹp ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái dàn lốp của xe đây ạ. Nãy tôi có giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái dàn lốp này của nó mới chạy có hơn 4 vạn thôi. Và là dàn lốp nguyên bản của xe đây ạ. Dàn lốp theo xe đây, hoa rất là dày ạ. Chiếc xe đấy chạy có 4 vạn 7 thôi cho nên là hoa rất là dày. Đây, đến sản xuất của lốp đây ạ. Đây là đến sản xuất của lốp tuần 48 năm 2016. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Fortuner máy dầu này là một cái khối động cơ 2.5 lít và là động cơ diesel đây ạ. Riêng về xe cũ thì chúng ta phải quan tâm cái điều đặc biệt nhất là chiếc xe nó có còn đẹp và còn nguyên bản hay không ạ. Việc đầu tiên xem xe là xem là nó có bị tai nạn hay là có bị đâm đụng gì hay không. Chúng ta phải xem đến cái phần cabo, từ phần cabo trở đi. Phần cabo ốc mà còn nguyên bản như thế này thì là điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa phải tháo cái cabo này ra để xử lý một tí nào cả. Tất cả còn nguyên bản đây ạ. Đầu tiên tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái cabo này. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản, từ những cái ốc cabo này nó còn nguyên. Từ những cái ốc cabo này còn nguyên thì đương nhiên là cái keo chỉ này nó sẽ còn zin và còn nguyên bản hết ạ. Vì chưa phải tháo ra xử lý ạ. Tất cả các ốc, tôi cam kết là chiếc xe này là tất cả các ốc này còn nguyên bản hết ạ. Đây, đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Tem và thông số của nhà sản xuất đây. Đấy, chính là cái tem của nhà sản xuất ạ. Phiên bản là 2.5 máy dầu đấy, thể hiện hết đấy ạ. Và đây là những cái xương đầu xe, tất cả những cái ốc xương đầu xe này nó còn nguyên bản và rất là đẹp ạ. Cái điều quan tâm nhất của những chiếc xe đi mua chiếc xe cũ là phải xem là cái máy móc nó có còn nguyên bản hay không, có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay không. Thì vâng, quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem tất cả về cái ốc máy này nó còn nguyên bản hết ạ. Tất cả các ốc máy này chưa có một con ốc nào bị tháo ra, tất cả ốc máy này còn nguyên, thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này là còn nguyên bản ạ. Máy móc chưa có bị ngập nước hay là chưa có bị lỗi gì mà phải tháo ra. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ.
và các bạn ơi, trời nắng quá, lúc này thì là trời nó cũng đã râm đi rồi. Nhưng mà quý vị và các bạn cũng nhìn tôi đấy, nếu làm việc ở ngoài trời như thế là mướt mát hết mồ hôi ra, mặt đỏ hết cả lên rồi đấy ạ. Mồ hôi, mồ kê là áo là ướt hết rồi, mồ hôi rồi. Mùa hè này làm việc rất vất vả. Quý vị và các bạn đang xem clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc của anh em chúng tôi ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều ạ. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. We'll be right back.